xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại được gặp lại các bác trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì là bên em sẽ review tới các bác về cái dòng sản phẩm đầu chuyển từ vít sang bu lông. Thì những bác đăng ký kênh của bên em, theo dõi bên em thì các bác cũng biết là bên em chuyên phân phối rất chi là nhiều máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho tất cả các bác thợ làm nghề. Bên em là có hàng nghìn mặt hàng, rất chi là ok nhá. Thì các bác mà làm thợ thì các bác có thể là quan tâm đến những cái dòng sản phẩm máy móc, dụng cụ đồ nghề. Các bác mà gặp cái video này của em thì các bác ấn đăng ký. Các bác đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây mỗi khi nhà em review dòng sản phẩm mới. Thì hôm nay là bên em sẽ đi giới thiệu chi tiết với các bác về cái dòng sản phẩm đầu chuyển từ vít sang bu lông. Sản phẩm siêu tiện lợi, cực kỳ là ok. Thì về cái dòng sản phẩm này thì các bác phù hợp với những bác nào mà sử dụng máy bu lông hoặc là máy chuyên vít nhé, cực kỳ là ok. Thì cái này nó là đầu chuyển từ vít sang bu lông này, nó sẽ có chuôi lục giác. Và đây là phía bên trên này, nó sẽ là đầu để cắm khẩu 1/2 nhá. Nó dài tầm độ từ 10 cho đến 11 phân, rất chi là ok. Đối với những bác mà sử dụng những cái con máy bu lông 2-in-1 như thế này, cái loại bu lông 2-in-1 mà có đầu lục giác ở giữa này, thì các bác có thể là cắm trực tiếp vào đây để các bác lối đầu khẩu thì nó sẽ dài hơn. Chẳng hạn như là những bác đang sử dụng cái đầu khẩu 1/2 như thế này, nó đang ngắn, nó có thể là không vào được tới những cái nơi mà ốc nó ở sâu, các bác không cắm được trực tiếp thì là các bác phải sử dụng thêm một cái đầu chuyển như thế này. Thì đây, cái này nó là bi nhá, cái này nó có chốt bi ở đây. Thì là các bác cắm khẩu. Cắm khẩu. Đây cắm. Em cắm ngược ấy. Đây các bác cắm khẩu lại như thế này, sau đó là các bác cho vào máy thì nó sẽ dài hơn, ra được tầm độ 10 phân. Thì những cái lơi làm ở ốc nó ở trong sâu thì là các bác sử dụng thì rất chi là ok. Đấy, đây là những đối với những bác nào mà sử dụng máy bu lông 2-in-1 nhá. Thì bên em sẽ phân phối cái dòng sản phẩm đầu chuyển này, hoặc là các bác có thể là mua những cái dòng sản phẩm bu lông 2-in-1 hoặc là máy chuyên vít, là bên em cũng phân phối rất chi là nhiều mẫu mã luôn. Đấy, đấy là cái bu lông này. Còn em sẽ nói đến cái dòng máy chuyên vít. Cái này mà sử dụng cho máy chuyên vít thì cực kỳ là ok. Đối với những cái con máy chuyên vít này, cái đầu của nó là đầu gài. Đấy các bác cắm như bình thường thôi. Các bác cắm bình thường giống như là các bác cắm một cái ốp lam ở đây thôi, cực kỳ là ok. Đấy, thì cái này nó sẽ lối sang cái bu lông này. Thì các bác bình thường như cái máy chuyên vít này thì là các bác sử dụng là để bắn vít đúng không ạ? Khi các bác muốn sử dụng bắn bu lông thì các bác sử dụng thêm cái đầu chuyển này thì cực kỳ là ok. Đấy, rất chi là ok luôn. Đây là một cái con máy chuyên vít này. Đây là một cái con máy chuyên vít Hitachi, máy pin châu, pin 10 cell đây. Thì sau khi em lắp cái đầu chuyển này thì là em có thể là bắn bu lông luôn. Cái đầu bu lông này nó sẽ là cái đầu 1/2 nhá, đầu 1/2. Đấy, thì như bình thường cái đầu 1/2 này thì nó sẽ có nhiều cỡ. Đấy, nó có từ cỡ to cho đến cỡ nhỏ, nhưng mà cái đầu nó là đầu 1/2 thì các bác sẽ lắp vừa vào đây. Là các bác sử dụng bắn ốc nào thì là các bác lắp khẩu đó. Rất chi là ok đây. Thì là ok. Rất tiện lợi nha các bác nhá. Vô cùng là tiện lợi. Các bác mà muốn đặt mua cái dòng sản phẩm này thì các bác có thể là để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Hoặc là các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại là 0378487818. Số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo luôn. Thì các bác muốn mua hàng, các bác có thể là có kết bạn Zalo với em để thuận tiện trong cái việc mua hàng. Cũng như là khi các bác muốn đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ tư vấn cho các bác thực tế hơn và gửi hình ảnh cụ thể chi tiết cho các bác, tránh những cái trường hợp mà gửi nhầm hàng khi các bác đặt mua sản phẩm, vì là bên em nó có nhiều mẫu mã, có nhiều loại sản phẩm. Khi các bác mua mà không may gửi hàng thì gửi nhầm sang cái mã khác ấy, thì rất chi là khó cho cả người bán và cả người mua. Nên là các bác muốn mua hàng thì các bác vào kết bạn Zalo với em nhé. Các bác liên hệ qua cái đầu số điện thoại là 0378487818. Thì khi các bác đặt mua hàng thì bên em sẽ chuyển hàng chốt cửa nhà cho các bác luôn.
chuyển qua cái dịch vụ ship hàng qua đường bưu điện đấy, thì hàng đến nơi các bác tiếp tục sẽ làm kiểm tra hàng, đem máy trước khi nhận hàng và mình có tiền, cho nên là các bác yên tâm. Còn về giá của sản phẩm thì em cũng xin phép là không công bố giá công khai, vì giá nó sẽ thay đổi theo thời điểm nhé, và sẽ giá nó sẽ theo số lượng đấy. Chẳng hạn như là các bác có thể là mua một cái là bên em cũng sẽ ship, nhưng mà khi các bác mua một cái thì nó sẽ khác với những bác mà mua 10 cái, 100 cái đấy chẳng hạn đấy. Nên là khi các bác quan tâm thì là em sẽ gọi điện alo cho các bác để tư vấn cụ thể hơn và công bố giá công khai cho các bác là đúng cái thời điểm các bác hỏi, và thông báo giá là theo số lượng nhé. Thì bên em là phân phối cả xỉ cả lẻ luôn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông ủng hộ bên em. Xin cảm ơn các bác.